Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch, vậy là chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cái Tết đang đến rất gần với tất cả mọi người. Áp lực trong công việc là chuyện thường ngày, thế nhưng thời điểm cuối năm ai cũng tất bật hơn. Như thông lệ hàng năm, những tháng cận Tết không chỉ là khoảng thời gian chuẩn bị mà còn là những ngày chạy đua với thời gian để kịp thời hoàn thiện các công việc của năm cũ, cho dù là ở ngành nghề nào cũng vậy. Nhiều người ví von giai đoạn này là mùa chạy đua với KPI khi có quá nhiều thứ cần hoàn thành từ công việc đến các vấn đề khác trong cuộc sống. Cụm từ Tết chạy deadline cũng dần trở nên quen thuộc trong nhiều năm qua. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn tuần qua của tạp chí Môi trường và Cuộc sống. Và tôi là Phương Nga, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, làm việc nhiều giờ, không có cuối tuần có lẽ đang là tình trạng chung ở rất nhiều nơi. Nhiều người căng thẳng khi ngụp lặn trong deadline bởi công việc cuối năm dồn về quá nhiều. Các công ty cũng như cơ quan nhà nước đều bận rộn với khối lượng công việc tăng từ 3 đến 4 lần so với ngày thường. Deadline dịp cận Tết dồn về là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù guồng quay có nhanh tới đâu, thì doanh thu hay thưởng Tết vẫn luôn là động lực to lớn để nhiều người có thể giải tỏa căng thẳng, tránh bị sập nguồn. Không chỉ nhân viên văn phòng mà những người lao động, những người công nhân cũng đang tất bật chạy đua với thời gian để kịp xong đơn hàng. Càng về dịp cuối năm, nhiều người trẻ càng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi gia tăng. Mạng xã hội ngập tràn những câu trích dẫn, than thở về áp lực công việc, học tập đến những danh sách cần chi tiêu dài dằng dặc mỗi dịp cuối năm khiến người trẻ khó lòng vui vẻ. Những ngày cuối năm đang đến gần cũng chính là thời điểm mọi người sắm sửa nhiều hơn để chuẩn bị cho dịp Tết. Tuy vậy, tình trạng bão giá, kinh tế biến động nhiều gây ảnh hưởng đến thu nhập cũng phần nào đó khiến mọi người mở hầu bao một cách e dè. Thay vì chi tiêu cho những bữa tiệc mua sắm, nhiều người trẻ chọn dành phần lớn số tiền lương thưởng để mang về phụ giúp chi tiêu cho gia đình trong những ngày cuối năm để cả nhà có một năm mới sung túc. Thưa quý vị, những ngày cuối cùng của một năm cũ, trong khi nhiều gia đình đã chuẩn bị xong một cái Tết đầm ấm, đầy đủ, thì ngoài phố kia vẫn còn nhiều lao động nghèo, xa quê, miệt mài, nhặt nhạnh từng đồng tiền để lo cho gia đình một cái Tết không quá thiếu thốn. Tết là thời gian đoàn tụ, sum vầy bên gia đình. Nhưng đối với những người lao động nghèo, mỗi dịp Tết đến là họ lại giằng xé giữa khao khát được về nhà sum họp với gia đình và gánh nặng cơm áo gạo tiền. Những ngày cuối năm không phải là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi. Với họ, Tết là dịp để kiếm thêm việc làm, tăng thu nhập. Và với họ, Tết cũng giống như những ngày thường, vẫn vật lộn với công việc. Thời điểm này, ai ai cũng tất bật chuẩn bị để đón một cái Tết ấm no, sung túc, hạnh phúc, đầy đủ bên gia đình, người thân và bạn bè. Tuy nhiên, ở đâu đó cái hạnh phúc tưởng như rất đơn giản và bình dị ấy lại là ước mơ xa xỉ của những người lao động nghèo. Đồng cảm và chia sẻ đối với những cảnh ngộ khó khăn trong xã hội, nhà nước cùng với các ban, ngành, đoàn thể, những tấm lòng thiện nguyện tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Những phần quà, những lời thăm hỏi động viên, những lời chúc Tết chân tình góp phần làm cho cái Tết của người lao động nghèo ấm áp, vui vẻ hơn. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các ngành, các cấp tích cực thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của dân tộc. Vâng, thưa quý vị, nói về không khí hối hả nhất trong những ngày này thì không thể không nhắc đến những làng nghề truyền thống, bởi đây cũng là điểm rơi cho những nỗ lực trong cả năm của họ. Chuẩn bị cho Tết là cả một quá trình diễn ra trong nhiều tháng nay, nhưng những ngày cuối năm vẫn luôn là những ngày bận rộn. Dịp cuối năm, ngoài các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, các làng nghề sản xuất các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ, mộc, cơ khí phục vụ dịp Tết cũng đang tất bật sản xuất để đáp ứng nguồn cung hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương, các làng nghề truyền thống còn mang đến nét đẹp văn hóa đặc trưng với những sản phẩm đặc sắc của mỗi vùng miền, mỗi dịp Tết đến xuân về.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, thủ đô quy tụ khoảng 1.300 làng nghề và làng có nghề, chiếm khoảng 56% tổng số làng ở khu vực nông thôn. Trong đó, có 318 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống và hội tụ 47 trên 52 nghề trong tổng số nghề truyền thống của cả nước. Hầu hết các làng nghề tập trung ở các huyện ngoại thành cho hiệu quả kinh tế cao. Để hỗ trợ cho các làng nghề phát triển, nhiều huyện gắn phát triển kinh tế làng nghề với du lịch sinh thái và trải nghiệm, từ đó tạo bứt phá cho những làng nghề ngoại thành vươn lên thành trụ đỡ kinh tế của địa phương. Từ hướng đi đó, những năm qua, du lịch đã góp phần tạo việc làm, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. Thưa quý vị, thông thường, nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán năm nào cũng tăng cao so với ngày thường. Do đó, đây cũng là thời gian vào mùa cao điểm để các cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống, nhất là sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP, tất bật sản xuất hàng hóa nhằm cung ứng cho thị trường. Thuê thêm nhân công, dậy sớm, thức khuya, các làng nghề đang ra sức vào guồng để chạy đua với Tết. Không chỉ là những sản phẩm đặc biệt ngày Tết, mỗi mặt hàng tại các làng nghề truyền thống còn gợi về quá khứ, góp phần mang không khí Tết đến gần hơn với tất cả mọi người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Góc nhìn tuần qua số lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.